Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em xin phép làm một cái video để test chất âm của con đẩy CA12 Knight Southender. Thì các bác như các bác biết thì ở những video trước thì em đã giới thiệu thì đây là dòng đẩy chơi gia đình và những đi sâu nhỏ rất phù hợp vì với công suất ra 1100W một kênh. Thì nay em sẽ làm một video là test thử chất âm của con đẩy CA12 này với 3 cặp loa bát 30 các bác nhé, gồm 2 cặp JBL6012 và 1 cặp bát 30 B3. Thì đối với con CA12 này thì em đã giới thiệu ở rồi thì là với công suất 1100W một kênh thì nghe đánh tốt một cặp bát full đôi, nghe một cặp loa full đôi 725 đấy, đánh tốt bác nhá, rất dễ dàng. Thì nay em đấu với 3 cặp loa này để em test chất âm, đánh ở đây đánh chay, không qua nghe đánh trực tiếp vào đẩy và không qua sử dụng một thiết bị gọi là khuếch đại hay là một thiết bị xử lý âm thanh nào cả. Thì đây em xin phép là cái làm video để các bác là cùng em thẩm âm và con đẩy này với 3 cặp loa này các bác nhá. Đây như các bác đây, em để minh bạch thì em sẽ quay từng chút một. Đây em đã đấu gồm đây 3 loa bên phía một kênh, 3 loa một kênh. Rồi em sẽ quay vào đẩy. Các bác nhìn dây nhá, để minh bạch các bác nhìn kỹ cho em. Đây. 2 dây đỏ và 1 dây trắng. Đấy nhá, bác nhìn cho em minh bạch nhá. Em quay lại này. Rồi. Em sẽ quay vào đây. Đây như các bác nhìn đây. Như đây ra là một cặp loa này. Đây là một cặp loa đúng không ạ? Và đây là một cặp loa đúng không ạ? Để em đấu này. Nghe hai cặp loa ở trên hai cầu trên. Nghe hai kẹp trên. Và một cặp loa ở dưới. Đấy. Tổng cộng 3 cặp bác nhá. Thì bơ em xin phép là bật một đoạn nhạc để các bác cùng thẩm âm với em. Anh bật cho em với. Bật cho em một đoạn nhạc bác cùng nghe. Bây giờ em sẽ vặn âm lượng lên cho bác nhá. Các bác cùng chứng kiến nhá. Chứng kiến. Con này đánh rất là với giá tiền em nghĩ là rất hợp lý luôn. Hơn hẳn so với các dòng đẩy khác. Và đối với dòng đẩy CA12 này thì bên Hiếu Minh bảo hành đang bảo hành ở 1 năm. Đây em bắt đầu vặn. Nghe kỹ nhá.
các bác để ý ấy thì em vặn đây rồi, còn chưa đến tầm để báo clip nha, công suất còn rất dư rất nhiều đấy, và bác nghe tiếng rất là sáng, vì vừa xong em không nói được vì là cái mình 6 loa phát ra là tiếng to quá, không nói ở trong ghi ấy được, thì em sẽ bật lại các bác nhìn nhá. Em bật lại nghe đèn clip còn chưa đến nữa. Cái thứ hai bác với công suất này rất khỏe, nghe đánh tốt, một cặp 725 dư công suất luôn, 725. Và cái thứ hai tiếng cực sáng, các bác có thể nghe đeo tai nghe cùng thẩm âm với em. Em bật lại nhé bác nhá. Đấy, như các bác đã nghe thì tiếng trống rất là chắc và chét rất là rõ sáng. Thì video thì thời lượng có hạn thì em xin phép dừng video tại đây. Và như các bác đã biết, hôm nay em đã rất là minh bạch quay trực tiếp là cục đẩy không các nhá, không qua một thiết bị xử lý nào. Từ cặp loa em đấu đây, em như các bác cùng nhìn lại với em. Đấy, nhìn lại với em nhá. Đây là một cặp này, đây là một cặp này, và đây là một cặp em đấu đấy. Đây đều là loa bắt 30 hết nhá, 6012 bác này. 6012 nhá. KB 6012. Hai cặp cộng với một cặp B3. Và cái giá tiền em nghĩ con xe A12 này rất vừa túi tiền cho các bác chơi gia đình. Giá phải chăng mà công suất rất là lớn. Đấy. Thì các bác còn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0168984-0238 để em có tư vấn và lên đơn ship cất xe đây các bác nhé. Hoặc các bác đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bạn nhân viên tư vấn và hướng dẫn đầu lối ạ. Và xin cảm ơn tất cả bác đã quan tâm video, và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.